mừng 500 ca sub nha. Bây giờ mời mọi người đi chở cá chung với Quỳnh nha. Cái này ốc sắn nha mọi người. Cái này là ốc sắn nè. Phía này là ngao, mà ngao ngao còi đỏ Nhật các mọi người, ngao còi đỏ nè. Cái này thì là ốc mà ở bên Việt Nam mình mọi người hay nói là hả, con ốc bảy màu mọi người, ốc bảy màu, ốc mà ở bên Nhật thì nó bự hơn ở bên Việt Nam rất là nhiều luôn á. Bây giờ mình đi thử vòng coi có gì mua không nha. Phía bên đây là hào nha mọi người. Phía bên đây là hào đó. Mà hào này thì không có bự đó. Hào này nhỏ nè. Đây. Sản thành niu á, 1 kg cơ đó. Anh ơi, này 8kg 8,900 kg. 1 kg? 1 kg. 1 kg? Nè, 1杯 4,000 するよ. À sao 1 kg cho đây. Dạ. Này cua gai nha mọi người. Cua gai ở Nhật là cua nó có gặt đó. Hôm nay mình sẽ mua một con nha. Thì anh lấy cho Quỳnh con, mai thì Quỳnh sẽ lựa thêm. Ủa, sò mai bự lắm mọi người. Sò mai ở Nhật là siêu bự á. Đó, Quỳnh sẽ lấy khoảng 2 con sò mai. Hôm nay mình ăn mỗi thứ ít ít thôi mọi người. Đó, sò mai siêu bự đúng không? Mình lấy 2 con sò mai bự bự ra đó. 2 con sò mai rất là ngon ha. Đây, 2 con sò mai. Để chờ anh tên lấy cho Quỳnh. Phải còn 4 con mà lấy 2 con thôi, ăn uống hết trời. Mọi người coi nè. Mọi người con bầu ngư nó bò rồi mọi người ơi. Đó, nó bò ra nè, đó nó đang vượt ngục, nó chuẩn bị vượt ngục mọi người, đó cho nó vô, cho nó vô. Đó, nó dính chùm mọi người đó. Thì hôm nay thì mình mua nhiều thứ đó, cho nên thì mình cũng sẽ mua cái rau thôi mọi người ơi, tại vì Quỳnh ăn cũng không có hết, có mình Quỳnh nè. Mình mua một rau nha, mua một rau nè. Ở đây thì là bạch tuộc và rau lớn nè, mình mua một rau đây. Còn bên đây là bạch tuộc nguyên con thì nó bán giá cũng rẻ lắm mọi người. 1 kg 3 cent 1 thì là khoảng là 620.000 tiền Việt Nam cho 1 kg bạch tuộc khổng lồ như thế này nha mọi người. Bên đây thì là 2 cent 3 nè, 2 cent 3 là có 460.000 tiền Việt Nam cho 1 kg ở cái rau như thế này. Còn bên đây là hả như là ta cá hồi đó mọi người, cá hồi phi lê á, thì mình sẽ mua một miếng nha. Ở đây sao ở đây cái gì mất ở đây nè. Hay mua ăn chiên ăn chi to hay hay ăn thay ra ngay mua hay ăn tổ gọi chiên đấy. あと、これの1500円だから。これ4500円つかないぐらい。はい。すいません。はい、ありがとうございます。2個ね。はい。 Mình mua ốc gai 2 con nha. Cái này gọi là tôm nữ hoàng nè mọi người. Đó, tôm là bự bằng gang tay Quỳnh ha. Thì ở đây thì nó bán 430 yên một con á. Thì ở đây Quỳnh sẽ lấy hết 5 con luôn. Hai cô đeo onigashimasu nhé. Onigashimasu. Zenbu. Tâm nữ hoàng đó mọi người. Nó ngon á. Đó mình lựa 2 con này ha. Mua nhiều quá mình ăn không hết mọi người. Con này cũng đẹp. Rồi mình lấy 2 con này đi. Con này thì chấm đẹp đẹp nha. Rồi đây 2 con này. Rồi người bán không thấy đâu mọi người. Nó bán hết. Ở đây thì nó bán cầu gai mà mở nắp ra sẵn làm sạch sẽ luôn đó mọi người. Về mình chỉ cần bỏ trứng hành vô cái mình nướng là mình ăn là được rồi đó. Lần sau thì mình sẽ mua cái này về mình làm nha. Nó bán 550 yên một con nè. Rất là ngon ha. Và đây là 2 cái mâm hải sản mà hôm nay Quỳnh mới mua được đó mọi người. Hào, chân bạch tuộc khổng lồ, tôm nữ hoàng. Tôm này thì hôm nay lần đầu tiên Quỳnh ăn, Quỳnh thấy nó bự lắm mọi người. Thì con này dài hơn cả gang tay của Quỳnh á. Ở đây thì Quỳnh có bầu ngư nè, cua lông mà cua siêu, cua ở trong là siêu gặp luôn đó mọi người.
Còn cái này là sò mai. Ở đây thường là có hai con sò mai. Ốc này là ốc gai mọi người, ốc gai Nhật và cá hồi. Và tổng cộng ở đây của Quỳnh hôm nay là 9 loại. Và hôm nay thì Quỳnh sẽ ăn sống là hào, chân bạch tuộc khổng lồ và cá hồi. Còn tất cả những loại còn lại thì Quỳnh sẽ đem Quỳnh đi hấp. Và bây giờ thì Quỳnh sẽ chuẩn bị Quỳnh đi sơ chế nó. Đầu tiên thì ốc, sò mai với lại bào ngư á mọi người. Thì Quỳnh sẽ dùng cái bàn chải á, Quỳnh sẽ chà cho sạch hết những cái lớp phở bên ngoài trước nha mọi người. Quỳnh sẽ xả nước, Quỳnh sẽ chà. Để một chút nữa Quỳnh sẽ giữ lại một phần bên vỏ đó để Quỳnh bỏ vô Quỳnh hấp, rồi Quỳnh chế biến, rồi Quỳnh đem lên Quỳnh chưng lên Quỳnh ăn á cho nó đẹp á. Bây giờ thì Quỳnh sẽ chà rửa hết những cái con này nha. Quỳnh sẽ chà như thế này ha, muối vào bên trong cái con bào ngư nha. Bây giờ thì Quỳnh sẽ bắt đầu Quỳnh chà bằng tay, thêm một lần chà bằng tay nữa. Quỳnh chà như thế này ha, chà như thế này, chà hết tất cả bên trong và bên ngoài con bào ngư như thế này luôn. Tại vì hồi nãy mình chà đó mọi người thì nó chưa có sạch đó, nó còn nhớt á, mà phải chà bằng tay như vậy nữa thì nó mới sạch. Thì có bạn vô hỏi Quỳnh đó là lấy miệng con mọng ngư ra thì nhìn như thế nào để mình có thể biết được á, thì nhìn như thế nào để mình có thể biết được đâu là cái phần miệng và đâu là cái phần đít nha mọi người. Thì cái phần đít, đây là cái phần đít của bào ngư nè mọi người. Cái phần đít của nó thì nó nhọn như thế này ha. Còn cái phần đầu của bào ngư thì nó sẽ có một cái chấm. Mọi người thấy chấm không? Đây là cái chấm tròn nè mọi người. Đây là cái chấm tròn thôi nha. Thì mình sẽ dùng cái con dao mọi người. Mình xẻ một đường ở chỗ này nha. Bây giờ mình sẽ xẻ ở đây. Đó, mình sẽ xẻ như thế này nè. Mình sẽ đâm con dao vô đây ha. Mình sẽ đâm con dao thẳng vô trong đây nè. Đó. Rồi xong ha. Bây giờ thì mình sẽ dùng hai ngón tay cái của mình nè. Mình đẩy cái miệng của nó ra mọi người. Cái phần miệng của nó ra. Cái phần miệng của nó màu đen trong đây nè mọi người đó. Đó, đây giờ mình dịch cho mọi người xem đây nè. Đây, đây được gọi là cái phần miệng của bào ngư nha mọi người. Và đây là cái phần miệng của bào ngư mà sau khi Quỳnh vừa lấy ra xong. Khi mà Quỳnh lấy ra xong như thế này thì Quỳnh chỉ cần rửa sơ qua nước thôi mọi người. Và cái con bào ngư này thì Quỳnh để Quỳnh ăn luôn cái phần ruột á, cho nên là Quỳnh sẽ để luôn cái phần vỏ nha. Còn nếu mà bạn nào mà không ăn ruột thì mình có thể bỏ cái vỏ ra và mình gỡ cái ruột lên mình bỏ nha. Thì ăn hay không thì tùy mọi người thôi. Cái đó thì tùy mọi người thôi. Nó có một cái lỗ mọi người. Nó có một cái lỗ như thế này nè. Mình sẽ cho con dao vào đây ha. Mình sẽ đưa vô từ từ nha mọi người. Phía ở trên cũng vậy nè. Nó có cái lỗ á. Nó có cái lỗ nè mọi người thấy lỗ không? Lúc nào nó cũng mở ra như thế này. Cảm ơn mọi người chứ không phải là nó chết nha. Thì mình sẽ đưa con dao vào. Mình rọc nó, trong đây nó có cọng gân đó mọi người. Khi mình rọc trúng cọng gân của nó thì tự động một chút nữa nó sẽ mở ra hết nguyên một con á. Nó giống như là con hào mọi người. Này. Mình vừa làm thì mình vừa nhìn phía bên trong như thế này ha. Đó. Đó mình khứa nó như thế này nè. Nó chúng cũng đó giờ mọi người thấy nó mở ra hết nguyên con không mọi người? Khi mà mình khứa thì nó mở ra hết nguyên con rồi đó. Bây giờ thì mình có thể tách đôi ra được, nhưng mà cái con này á là mình tách từ từ nha mọi người. Cái vỏ của nó thì nó rất là mỏng á. Nó mỏng nhất là cái phần hổ này nè, mình tách không ấy á, thì nó sẽ bị tét hết nguyên cái phần vỏ. Cho nên là mình khứa hết cái phần bên trong này đi. Mình dồn hết thịt của nó về một bên nha mọi người. Đây. Mình dồn hết thịt của nó về một bên. Mình cắt luôn cái cọng gân ở phía dưới này của nó luôn này nha. Mình phải cắt cọng gân ở phía dưới này thì mình mở cái con này nó ra, nó không có bị bể nha mọi người. Không là nó bị bể cái vỏ mình nướng lên hay mình làm bất cứ cái gì nó cũng không có ngon á. Nó cũng không có đẹp đó. Bây giờ mọi người xem nè đó. Bây giờ mình mở nè, đó. Đó, bây giờ mình mở rất là nhẹ nhàng và cái lớp vỏ thì nó không có hề bị bể như khúc này nha mọi người. Nếu mà mình mở không có đúng cách á thì cái phần vỏ ngay chỗ khúc này nè, nó bị mình làm rất là mạnh thì nó sẽ bị bể cái phần này. Và bây giờ thì mình tắt tiếp nha mọi người.
đó là kinh nghiệm của những lần mà Quỳnh mở cái con sò mai này ra, bao nhiêu lần là bị bể cái vỏ hết bao nhiêu lần đó mọi người. Thì hôm nay Quỳnh làm lại á, Quỳnh rút được kinh nghiệm thì Quỳnh chia sẻ cho mọi người. Quỳnh chỉnh cái camera lại gần nha, để Quỳnh quay cho mọi người xem ha. Thì sò mai ở đây nè mọi người, thì Quỳnh sẽ bỏ hết những cái phần đen đen vàng vàng của sò mai. Quỳnh sẽ ăn cái phần rìa với lại cái phần thịt của nó thôi. Đây thì Quỳnh sẽ bỏ hết cái phần này nha. Quỳnh sẽ không gỡ hết nguyên con sò mai ra, Quỳnh để như vậy, Quỳnh hấp chút, Quỳnh để lên trên mâm á, nhìn cho nó đẹp hơn mọi người. Đó. Quỳnh sẽ cắt hết phần này, cái phần nào Quỳnh bỏ nè mọi người, nguyên cái phần này ha. Mình bỏ đây. Rồi đổ nước ra để mình dễ thấy. Rồi đây, đây là cái phần vàng nè mọi người. Đây là cái phần vàng ha, Quỳnh cũng rứt ra Quỳnh bỏ luôn. Khi mà mọi người lấy cái phần mà ở trên trong con sò mai này ra nè, thì bây giờ mình chưa có làm gì nó rất là trơn á. Cho nên khi mà mọi người muốn làm thì cái cách dễ nhất mà của những lần Quỳnh làm thì Quỳnh hay lấy cái kéo Quỳnh dít ra như thế này mọi người. Quỳnh dít, Quỳnh cắt ra như thế này. Đây mọi người ơi, trong đây hiện tại bây giờ vẫn có một con tôm đó mọi người. Bạn nào mà ở Nhật cứ mà ăn con sò mai á, cẩn thận nha. Hồi nãy Quỳnh mới quăng ra một con, bây giờ thêm một con nữa mọi người. Hồi bữa nó cắn Quỳnh á. Rồi khi mà Quỳnh tách hết những cái này ra, ở dưới đây nè mọi người, nó có một cái cọng màu đen á, mình gỡ ra hết luôn nha. Đó. Rồi. Nó nhớt nhất là cái phần rìa này nè, tại vì mình Quỳnh sẽ để nằm bên trong vỏ luôn á, cho nên là Quỳnh không thể nào ngâm muối hay làm bất cứ gì được á, cho nên Quỳnh sẽ cho muối vào công đoạn này và Quỳnh chà bằng tay như thế này. Sau đó thì Quỳnh sẽ rửa lại với nước như thế này thôi. Cái con sò mai mà sau khi mà Quỳnh sơ chế xong, nhưng mà hấp theo dạng có nước nhưng mà ít nước không, mà giống như là dạng hấp dạng luộc của mọi người. Thì đầu tiên thì Quỳnh sẽ cho xả vào trước ha, sau đó thì Quỳnh sẽ cho cua vào với bầu ngư nha. Bầu ngư nằm ở dưới nha, Quỳnh sẽ cho bầu ngư và sau đó thì Quỳnh sẽ cho nước vào. Tôm thì Quỳnh sẽ cho vào sau, bởi vì là tôm nó mau chín đó mọi người, cho nên là Quỳnh sẽ cho vào sau. Bây giờ thì Quỳnh sẽ cho nước sắp thì Quỳnh sẽ cho vào đây là 5 trái ớt, Quỳnh sẽ cho vào đây là 5 muỗng cà phê đường. Một muỗng cà phê muối nha mọi người, cho nó nhuyễn ra. Sau khi Quỳnh dầm cái hỗn hợp này ra xong á, thì bây giờ Quỳnh sẽ cho vào đây là 3 muỗng canh nước lọc nha mọi người, nước ấm ấm á. Nước chanh nha mọi người, nước cốt chanh á. Thì nước cốt chanh này mọi người cho nhiều ít thì tùy theo là mọi người ăn chua nhiều ăn chua ít ha. Và bây giờ thì Quỳnh sẽ quậy cái hỗn hợp này lên. Và mọi người nêm nếm lại theo cho vừa khẩu vị nha. Chua chua, mặn mặn, cay cay là mình có thể chấm được với cái miếng sốt này rồi mọi người. Mình sẽ cho tôm vào, tại vì tôm nó mau chín đó mọi người, mình cho tôm vào vậy là giai đoạn này ha. Wow, rất là thơm mọi người, rất là thơm mùi xả luôn. Con xin chào cô chú. Hôm nay hai mẹ con Quỳnh mặc áo YouTube với mọi người.
Nó giơ áo ra cho mọi người coi nè mọi người ơi. Trời ơi coi nè, cái mặt hôm nay chưa hết bệnh nữa mọi người ơi. Đã chuẩn bị xong rồi, hết rồi. Bây giờ Quỳnh mời tất cả mọi người ăn chung với Quỳnh nha. Sashimi á, hôm nay thì Quỳnh ăn chung với lại, tại vì hôm nay cái bàn của Quỳnh á mọi người nó nhỏ quá, Quỳnh phải chơi ở ngoài. Và giờ cái máy của Quỳnh á, Quỳnh gom lại thì Quỳnh không có để được hết cái chén nước chấm á. Bây giờ thì Quỳnh sẽ kiếm chỗ Quỳnh để. Đầu tiên thì mình sẽ ăn tôm nữ hoàng nha mọi người. Tôm này thì Quỳnh thấy ở bên Mỹ bán rất là nhiều luôn. Và hôm nay thì Quỳnh mới thấy lần đầu tiên ở Nhật nó bán. Quỳnh mới thấy lần đầu tiên, nhưng mà trước đó thì nó có bán hay không thì Quỳnh không biết nha mọi người. Thì hôm nay Quỳnh mới ăn thử cái loại tôm này nè. Bây giờ Quỳnh sẽ mở bên trong cho Sa nó ăn thử coi. Đó, nó mới chấm vô trong chén nước chấm mọi người. Thì đầu tiên con này chắc là cho Sa ăn trước nha mọi người. Rồi nó bự mọi người. Quỳnh thấy nó bán tôm này cũng mắc mọi người, mà không biết là xuất xứ của con tôm này ở đâu. Thì hồi sáng Quỳnh mua là Quỳnh quên hỏi. Quỳnh quên hỏi. Tôm này thịt của nó Quỳnh thấy có vẻ chắc ha. Thì sau khi Quỳnh lột ra thì con tôm mới được như thế này nè mọi người. Quỳnh sẽ cho Sa, Sa cầm thử tôm này xem. Ê đi. Quỳnh sẽ ăn tới con vô của Quỳnh luộc á mọi người. Cái tôm này thơm dễ sợ luôn. Cái gạch béo ngậy mọi người à. Cái gạch của nó béo đại loại như là gạch cua vậy. Rất là ngọt. Đã quá. Và nó hơi mặn mặn nha mọi người. Chứ con tôm này nó hơi mặn mặn. Không biết tôm này là tôm của nước nào nữa. Mà hồi sáng Quỳnh mua mình cũng thấy tươi. Không biết ở Nhật có không. Mà thường thường tôm ở Nhật mắc lắm mọi người. Nó nhập không mà cho nên mắc lắm. Cái thịt con tôm này ăn rất là chắc mọi người. Chắc nịch luôn á. Ăn rất là dai. Quỳnh chấm với miếng nước chấm nha. Ăn rất là dai. Cái này là cái gạch đó mọi người. Cái gạch cuốn tôm á. Quỳnh làm cho cái đống hôm nay mà không biết Quỳnh ăn hết mọi người. Tôm ngon quá. Thì cái mâm hôm nay Quỳnh cũng nói giá cho mọi người biết luôn nha. Cái mâm hôm nay Quỳnh mua là tổng cộng là một manh 8 nha mọi người. Là 3 triệu. Là 3 triệu 6 thì Việt Nam á mọi người. Thì Quỳnh ăn trái sầu riêng cũng hết rồi. Quỳnh ăn 3 trái sầu riêng cũng hết là hả một manh 6 rồi. Mà Quỳnh mua nguyên một mâm hải sản quá trời luôn mọi người. Mà có manh 8 hải sản hơn đúng không? Nhưng mà mỗi loại đồ ăn thì nó đều có cái ngon khác nhau mọi người. Anh ăn súp không mọi người? Ngày hôm bữa hải sản á, Quỳnh làm một mâm á hả sốt ớt cay rồi. Rồi là Quỳnh làm một mâm tùm lum vị hết rồi. Hôm nay á thì Quỳnh chỉ ăn sashimi với lại sống thôi cho nó nhanh mà. Với lại khi mình đồ mình hấp á, hải sản của mình nó giữ được cái độ tươi ngon, mình ăn mình cảm giác cái vị nó ngon. Quỳnh sẽ ăn hàu nha mọi người. Hàu này là hàu đá nha mọi người. Chanh vào đây. Xin mời tất cả mọi người vô, Quỳnh cũng thích ăn hàu sống như vậy nè. Hàu này hàu sống nha mọi người. Con hàu này á nó nhỏ hơn con hàu. Hôm bữa Quỳnh mua 1 kg mọi người. Con hàu 1 kg á, Quỳnh cho vô miệng Quỳnh một lần không hết. Nặng chặn vô. Rất là ngon và hấp dẫn mọi người. Arigato. Xong hết đi con. Ngon quá. Quỳnh cho chén nước chấm vô đây luôn.
Cá hồi ở Nhật là siêu rẻ nha mọi người. Quỳnh cho anh ăn cơm với cá hồi với tôm, anh không ăn mọi người. Mà bây giờ anh đòi ăn mì gói. Trời ơi, con ăn cơm đi, ăn mì gì con? Bị bệnh không có ăn mì. Ăn mì. Cá hồi béo ngậy mọi người. Mì. Quậy mày quýnh nha. Ai ở Nhật có mọi người? Rất là bự luôn. Rồi. Cái rìa khúc ngoài á, nó rất là dai. Mình thích ăn cái rìa này hơn là cái phần trong này. Cái phần trong này á. Xa ồn quá à. Bên trong á Quỳnh vẫn thích hơn. Cái phần này để xào. Ăn cơm con cứ ăn mì, Quỳnh ăn mì nóng lắm. Cái phần ngoài rìa mọi người, nó dai thì là dai. Cái phần nó nướng là thì ngon. Còn cái phần ở trong như thế này á, thường thường người Nhật hay lấy làm sashimi mọi người. Nhưng mà somai á, Quỳnh chưa có ăn thử sashimi lần nào hết trơn. Mà Quỳnh nghe nói cũng rất là ngon. Khi người ta ăn sashimi, người ta ăn chỉ ăn cái củi trong đây hả mọi người. Cái rìa người ta không ăn luôn. Phí hả? Trong khi cái rìa rất là giòn. Ngon quá. Quỳnh để nguyên cái rau cắn luôn cho mọi người có cảm giác. Từ mọi người thích ăn bà tụt á, Quỳnh cắt ra thì nhìn không ngon nữa. Cái chân bà tụt mọi người rất là đẹp. Thì Sa đó nó ăn xong rồi, nó không có ăn cơm mọi người, nãy giờ nó ngồi nó ăn súp không à. Rồi nó đòi ăn mì mà ảnh bệnh đó mọi người, cho nên Quỳnh không cho ăn mì. Một chút nữa thì Quỳnh sẽ nấu cho nó thêm một chén súp, mà là súp bắp đó mọi người. Cái bạch tuộc này Quỳnh mua á, thì ở Nhật bạch tuộc đỏ như thế này á, thì nó đã được trụng qua nước sôi mọi người, cho nên nó có màu đỏ như thế này nè. Nó đã được chín khoảng chừng 30-40% rồi. Ở ngoài thì nó chín nhưng mà ở bên trong nó còn sống mà. Bạch tuộc hồi sáng mình có quay giá cho mọi người coi đó. Mấy cái chân bạch tuộc như thế này rẻ mọi người. Mọi người biết tại sao cái chân nó rẻ hơn cái con không? Bởi vì những cái con bự bự á, nó rất là dai mọi người. Cho nên những tua chân của nó bán rẻ hơn là những cái con mà còn nguyên con. Là vậy á. Là con nhỏ nhỏ nha mọi người. Chứ con lớn thì cũng không biết bao nhiêu nữa. Nhưng mà mình thấy tua chân bán rẻ hơn là con nhiều. Hôm nay Quỳnh sẽ ăn mỗi loại một ít. Vì Quỳnh biết hôm nay Quỳnh sẽ ăn không hết đâu mọi người. Ốc này là ốc gai của Nhật. Hôm bữa Quỳnh có nói với mọi người cái tên nữa. Kate là cái gì quên mất tiêu à. Thì cái ốc này á, cái phần đuôi của nó đó mọi người, nó đắng, nó có thuốc mà. Người Nhật ta chuộng con này á. Bữa đầu Quỳnh mua á, cái loại này là con lớn á, thì cái đuôi của nó màu xanh mọi người. Quỳnh rút con này ra thì nó đứt đuôi luôn này. Tại vì mà Quỳnh cũng chả có ăn phần đuôi nữa, nó đắng quá mình ăn không nổi mọi người. Người Nhật công nhận ăn hay thiệt.
cái phần bụng của nó cũng đắng luôn mọi người, chứ có phần đầu là ăn sần sật ha. Ở Nhật người ta lấy ốc này á để mà làm sashimi luôn, ăn sống luôn á. Nhưng mà Quỳnh chưa ăn thử cái ốc này ăn sống lần nào chưa. Quỳnh không biết là Quỳnh có ăn ở trong tiệm Sushiro lần nào chưa. Đi ăn với anh xã Quỳnh, anh xã Quỳnh toàn gọi món còn mọi người, đem ra là Quỳnh ăn không à. Cái phần đầu rất là sực mọi người, rất là ngon. Cái con cua này nó nhiều gai mọi người, cho nên là mình cầm á là hả dễ bị gai nó đâm vào á. Cái phần chân của nó mọi người, ở chỗ phần này nè, gai rất là nhiều. Thì Quỳnh đã ăn cua này được nhiều lần rồi đó, Quỳnh cũng đã quay cận cảnh cho mọi người xem rồi. Đó cũng dễ mở lắm mọi người, đây cho mọi người xem. Con này là con đực nha mọi người, con này con đực ở trong nè mọi người, gặp không là gặp luôn, quá chị gặp, quá xa đã. Mình sẽ bỏ hai bên phần yếm nó đi. Cái áo YouTube nè mọi người, thì không phải là YouTube tặng cho Quỳnh đâu nha. Quỳnh không biết mọi người làm những kênh khác như thế nào, không biết nữa. Nhưng mà áo này á là Quỳnh cắt nè mọi người ơi, cho nó văng này, gạch không. Thì áo này á Quỳnh đặt từ bên Việt Nam qua. Quỳnh không biết bên đây in áo đâu, Quỳnh hôm bữa Quỳnh gửi hàng từ bên Việt Nam qua, Quỳnh nhờ em gái Quỳnh đi đặt cho Quỳnh á. Đặt cho Sa hai cái, đặt cho Quỳnh hai cái mà. Trời ơi, cái gạch ngon khủng khiếp luôn. Cái gạch nó mềm, mềm hơn cái con cua mũ bảo hiểm mọi người, mềm và béo hơn, mình thấy béo hơn. Chắc cũng vì lý do này cho nên cua này nó mắc hơn cua đó. Cua đó rẻ, quá rẻ. Cua này là vừa có gạch mà vừa có thịt nữa. Khi mình ăn hết phần này á, ăn cua mà nhanh nhất á mọi người, khi mình cắt tới phần này nè là bắt đầu mình cắt đôi con cua ra. Cay quá mình chảy nước mũi luôn, cắt đôi phần cua này ra nè, bắt đầu mình lấy nĩa mình nải nó ra rất là nhanh. Nải lên nó nhanh. Là ăn không còn một miếng nữa mọi người. Mình cắt đôi ra mình ăn nhanh lắm. Nó rất là ngọt nha. Mình chỉ cần chấm chút xíu muối tiêu chanh thôi. Chua chua ngọt ngọt mặn mặn. Ăn kích dễ sợ luôn. Trong cái mâm này là con cua Quỳnh mắc nhất là 1 triệu 5 sen đó mọi người. Còn mấy cái này lắc nhắc đó là mình cộng lại là man 6 á, chỗ man 8 đó mọi người. Công những cắt đôi đã ăn nhanh mọi người. Mình ăn là lúc mà Quỳnh mua con cua này trên mạng á mọi người, thì người ta có gửi lại cho Quỳnh cái tờ giấy á, chỉ cách ăn cua mọi người. Thông thường ở Nhật mình mua cái gì cũng vậy hết trơn á, thì nó có gửi cho mình cái cách ăn mọi người. Giống như đợt trước mình mua mua xoài mọi người, mua xoài xoài mặt trời đó, thì nó cũng chỉ cho mình cách ăn á, gọi trái xoài đã ăn sao. Thì mình thấy cái cách ăn giống như trên người Việt Nam mình. Trời ơi, con cua này ngon quá. Ở Nhật á, những cái ngày lễ, ngày Tết á, mấy con cua này bán nhiều mọi người. Nhất là Tết. Còn ngày thường mình thấy nó bán cũng ít lắm. Ở những cái chợ mà hải sản thì mình thấy bán chứ.
ở trong siêu thị nhà Quỳnh là tuyệt đối không thấy bán cua này. Cái Dũng nó có bán thì nó cũng bán vào ngày lễ lọc thôi mọi người, ngày thường không có. Trời mọi người coi nè mọi người, gạch khủng khiếp luôn, quá trời ngon. Mẹ thì ăn hải sản quá trời à, ăn hải sản, còn con chó gì cũng ăn mọi người, không hiểu sao nữa, buồn ghê không biết sao, nó sao nó khó ăn mọi người, nó kén ăn quá. Hồi lúc trước anh còn nhỏ năm ngoái thì cái gì anh cũng ăn mọi người, từ lúc anh qua 2 tuổi là anh không ăn gì mọi người, cho cái gì cũng ăn hết trơn, chỉ thích ăn mì, no khủng khiếp mọi người. Chảy nước mũi mọi người, con tôm để ngon ghê mọi người, đặc không. Bên trong nè mọi người, quá trời gạch luôn, cho nó rớt ra. Ngon ghê là ngon. Bởi vì anh ta hay lấy gạch tôm mà người nấu bún riêu á. Ngon nhức nhối luôn. Thì Quỳnh ăn mừng 500 cá súp của Quỳnh à, thì Quỳnh ăn mừng trễ, mong mọi người thông cảm cho mẹ con Quỳnh nha. Thì sau cái video này Quỳnh cũng mong tất cả mọi người sẽ luôn tiếp tục ủng hộ cái kênh của hai mẹ con Quỳnh. Quỳnh sẽ cố gắng ra những video hay để gửi đến tất cả mọi người. À, hiện tại bây giờ thì Quỳnh cũng sẽ kết lại cái video này của Quỳnh luôn. Quỳnh cũng cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi hết cái video của Quỳnh. Nếu mọi người thấy thích cái kênh của hai mẹ con Quỳnh á, mọi người hãy bấm đăng ký, like, share, ủng hộ kênh giúp hai mẹ con Quỳnh nha. Quỳnh hẹn gặp lại mọi người ở video vào ngày mai. Bye bye.